chuyến càng khôn. Tải game ngay tại tinh chiến.vn. Nhưng mà quan trọng nhà 98 em ạ, quan trọng nhà 98 thôi, lạc đà mình không xoắn. Lạc đà thì cũng rồi, ACM rỉa chết và đi lôi quân đến từ game thủ không được khóc. Ôi giời ơi, đánh ngay hai bo nhà lỗi. Giờ đi lôi quân vẫn đang có đi pha về đến từ chim sẻ. Với tổng lại là 100 của mình. À, Mạnh Hào như là cầm con Max C thì phải anh em ạ, đúng không? Max C dành cho game thủ Mạnh Hào này. Văn Hưởng cầm cho Son, anh Huy cầm Babylon. Và vẫn là con ACDN quen thuộc dành cho game thủ chim sẻ đi nắng ở trong cánh. Nhưng nhà hơi trồi lên cao một chút. Bách vào đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ đã có và hiệu đầu đã có luôn. Bất đang là xanh mượt nhưng hơi trồi lên cao. Max C của game thủ Mạnh Hào đang là y thủ che thiên anh em nhá. Vâng, thế này y thủ che thiên cân bản đồ là quá đẹp rồi anh em ơi. Vâng, nhà game thủ Mạnh Hào nằm ở trên góc 12 giờ. Một thế mà vâng rất mắc binh. Được đấy anh em ạ, để xem là bài Max C này liệu rằng phải là bài y thủ che thiên. Và thậm chí là có những tôn lên 4 đánh còn y thần y đẹp hay không của Max C hay không. Chiên đồng 5 chẳng hạn. Và đời 3 sẽ có chiên đồng 3. Đội bạn thì có cung A của Pan, cung A của Pơ. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái map 44 này thì Pan Pơ đánh chém thôi. Cung R sẽ là cung của Summer 98. Còn Pơ sẽ là còn Roman của Tễu thì cũng là bài đánh chém. Có thể đánh chơi châu sọc cũng được. Mà tôi nghĩ là trong cái map này thì con Max C nó sẽ phát huy được cái hiệu quả của mình. Cho này Max C đánh y thủ che thiên và sẽ có vàng trong đến được game thủ Mạnh Hào. Hợp lý rồi anh em ạ. Có quả phụ luôn, có heal luôn. Nhưng hiện tại thì heal đang hơi xa và đang muốn tìm voi để đưa về đến từ game thủ Mạnh Hào. Để xem là bài vở như nào. Quan trọng là thế nhà trận này anh em ạ. Rất cần một thế nhà khung đến từ game thủ Mạnh Hào nhá. Thậm chí là cần phải dò rộng một tí cũng được. Đồng đội ở ngoài thì cố gắng chém khỏe một tí để cho game thủ Mạnh Hào kịp thời khung nhà. Phải không được nhà cơ, hiệu đầu có rồi. Đây mới là hiệu đầu này. Hiệu bên ngoài là hiệu phụ thôi, hơi xa. Hiệu đầu 4 con, đưa về luôn. Ở màn hình máy đến từ Babylon của game thủ Anh Huy. 1, 2, 3, 4, 5 con hiệu Babylon ở đầu cánh. Chúng ta thì có AC Max ở trong cánh, Baby Cho ở ngoài cánh. Đây là Văn Hưởng cầm Cho Son. Cũng đã có hiệu đầu về rồi đấy. Và quay sang ngửa là có hiệu về rồi anh em ạ. Hay, Văn Hưởng là người được mệnh danh đá hiệu nhanh nhất Việt Nam anh em ạ. Đá hiêu nhanh nhất Việt Nam anh em nhá. Anh em nào muốn học tập cách đá hiêu thì vào xem Văn Hưởng nhiều. Và có quả phụ dành cho Văn Hưởng, có luôn hiêu phụ và hiêu này sẽ được Văn Hưởng đưa về với cái BS. Với cánh rừng thì đúng hơn. Thì đóng BS nhân đôi. Hiêu này 6 con, vị trí đóng S là mắc binh. Có quả phụ rồi, thiếu một đôi voi từ Văn Hưởng thôi là bài này đủ đồ. Thiếu đúng đôi voi và dò kỹ những khoảng đen xung quanh nhà. Và tránh những tôn mà dò lỗi đồ nhá. Lỗi đồ ơi căng, chào chú Bin Vũ nhá. Kin khẩu đi ơi. Ăn cơm anh ơi, kin khẩu ăn cơm nhá. Đúng rồi, trận này em nghĩ là con Max C nên đánh Y luôn. Một lò và ra Y luôn để cân bản đồ đến từ game thủ Mạnh Hào. Thậm chí là đội búp đồ sang để cho game thủ Mạnh Hào lên 4 đánh con Y đẹp chẳng hạn. Đội bạn này có Pan Mipper nhá. Là đơn vị quân và cực kỳ nhiều sát thương. Pan Per đều có thể lên 4. À xưa đều có thể và ghép đời sớm. Chém khỏe. Và không hề đơn giản. Đây là màn hình máy đến từ game thủ chim sẻ nắng với con bài Acidia. Bài Acidia này thì ổn rồi đấy. Có đồ ăn lùa về nhiều. Một đôi voi, một đàn hiêu đầu to và có hiêu phụ. Chưa có quả phụ đến từ game thủ chim sẻ. Bài này sẽ cứ có đánh cung tại nhà đến từ game thủ chim sẻ thôi. Chứ không phải là bài đi dâng A. Ai đợi để chim sẻ dâng A bao giờ em. Trừ khi thế bài nó quá xấu luôn. Chứ bài này có thể cơ cấu được này. Bài này game thủ chim sẻ để tự tạo mình một cái hốc được. Cơ cấu vào lúc đầu đứng cung thủ nhà. Bo ruộng. Đánh cung kiểu bo nhỏ sexy trước, thế mình cơ cấu rộng ra sau cũng được. Một thế nhà đang hơi chơi vơi một chút đến từ game thủ chim sẻ đi nắng. Và kiểu này thì và chim sẻ cần phải đánh với tầm 200 trong câu lục của mình đấy để chống cái tôn dâng lò của Pơ hoặc Pan. Trận này sẽ có Pan Pơ đi dâng thôi. Sắp xếp mắc binh của đội bạn thì sẽ là Pan Pơ đầu cánh. Nhưng mà nếu không mắc binh, có Pan hoặc Pơ ở trong cánh thì Pan Pơ sẽ đi dâng lò trong trận đấu này. Và tôi đang khá lo lắng với bài đấu cầm ACDN của game thủ chim sẻ. Thế bài hơi chơi vơi và nó hơi khó khung nhà nhá. Hơi khó cơ cấu nhà một chút. Đây là anh Huy Babylon 25. Và cuối cùng là game thủ Mạnh Hà để xem bài Max C như nào. Bài này hơi khó anh em ạ. Dâng rồi. Bài này hơi khó.
Vâng, rộng quá anh em ạ, không có thế khung. Cái vị trí nhà sắp xếp là móc binh rồi nhưng không thế khung. Quyết định đi dâng lò đến từ game thủ Mạnh Hào trong trận đấu này. Để xem là bài Maxi này dâng kiểu gì anh em nhá. Lượt về này thì mình sẽ được tự chọn quân anh nhá. Đảo quân ở lượt đi nhưng mà lượt về đều có cái hay hơn, đó là được chọn quân. Cho nên là chim sẻ mặc định sẽ được cầm những con cung tuyển. Những con quân không để chủ lực được. Dâng lên luôn. Khóc là người đang có điểm số cao. Và có vẻ đây là bà lên đòi cực kỳ sớm, mới được game thủ không được khóc. Của trận này khóc cầm con Persian. Đột biến đấy. Lên rụi y thôi. Bà này một lờ và chắc là sẽ đồng ý đến từ game thủ Mạnh Hào thôi. Nông dân Maxi cũng phải là nông dân không bánh xe anh em ạ. Cũng hơi căng. Còn Maxi cũng con Per. Đấy, con là rất dễ fit luôn và cực kỳ khó hồi. Tham lai là 27 dành cho game thủ Mạnh Hào ở xong góc 3 giờ sẽ là nhà của ai đây? 3 giờ là ai? 4 giờ là ai? Đưa ra lên luôn, đi cắm y ra, xiên. Nâng cấp giáp 4, nâng cấp chiêng đồng 3. Cái bên này Văn Hưởng đang cầm con cho son. Trận trước em cầm cho son, trận này em cũng cầm cho son. Hưởng đang chọc sò nhà của game thủ U98. Và 98 cho góc 3 giờ với Summer điện. À đây rồi. Và đồng y vào. Bị dâng lờ vào đến từ game thủ Chip Boy. Chip Boy cầm bàn đi dâng lờ trong trận đấu này. Nhưng có vẻ cái bên kia là đầu cánh khóc này. Khóc cầm Persian đầu cánh rồi. Và đang gặp game thủ Anh Huy. Thằng Lai Huy còn có 21 thôi anh em ạ. Bị Persian chọc, Persian quá đột biến. Đây là màn đấu cầm Maxi đến từ game thủ Mạnh Hào. Chuẩn bị cắm y nè. Và giò cũng đang chọc sân của Chip Boy. Nhà Chip Boy cầm bàn ở trong cánh đi dâng. Và rõ ràng đi dâng thì quân thủ nhà không có. Và cẩn thận nhá. Cắm hai y luôn, tâm cả xăm, tâm cả ban, tâm cả hai nhà. Yến Tu Mạnh Hào đang muốn xiên cả đôi trong trận đấu này anh em ạ. Và cầm cầm phóng lợn đi xiên rồi. Hào phóng lợn. Và cầm phóng lợn đi xiên trong trận đấu này. Đây là màn hình máy đến từ game thủ Văn Hưởng. Cho son Hưởng mất bãi gỗ. Và lạc đà pan nó quá phụ đến từ Chip Boy anh em ạ. Quá đông, 2L vẫn đều dành cho Chip. Có thể là 2L bánh xe. Về hiện tại thì bài Chip Boy cũng đang là bài đấu mà anh ta đi ăn hoang rồi. Phù đỏ. Đó. Và một pha phù đen đến từ Văn Hưởng anh em ạ. Nói chung là pha đấy thì lạc đá áp sát con phù rồi. Hơi khoai Văn Hưởng trong tình huống vừa rồi. Chim sẻ. Chim sẻ đang bị chém của game thủ Duân. Tếu đi vào. Tếu cũng đi dâng à. Tếu cũng đi dâng thì phải anh em ạ. Như vậy là Pơ đầu cánh, Xăm đầu cánh, Pan mới lại Zom trong cánh. Và Zoman đi dâng và Pan đi dâng. Chim sẻ đang phải chạy dần bãi gỗ. Có cả lạc đà của game thủ không được khâu. Đây khi mà anh Huy là người đã thua cánh rồi. Và 35 dành cho chim sẻ rồi. Và có năng phải bỏ nhà trong cái pha đấu này. Chim sẻ đang rất cố gắng trong những pha vẩy e của mình. Kéo cung L vào trong đứng thủ rỉa chém. Tiếp tục là những cái pha vẩy e. Tiếp tục là những cái pha vẩy e đến từ game thủ chim sẻ. Vẩy tiếp. Cung L vẫn đang bắn. Vẫn đang có những pha vẩy e thủ nhà. Cực kỳ xuất sắc đến từ chim sẻ nắng trong tình huống này. 4 cung L đứng trong. Đây là cung L Acidian. Nó bắn cung cực kỳ đau. À sự bắn là cực kỳ đau luôn. Và pha e thủ được không đây? Căng quá. Trong cái thời điểm này đồng đội cần đi chăn nhá. Đồng đội cần phải đi chăn hai nhà đi dâng. Đó là nhà Zoma và nhà Parmesan. Phải đi chăn được. Vẫn đang 35 dành cho game thủ chim sẻ. Lạc đà và ngựa chém đang chạy lốc nhốc xung quanh nhà ở chim sẻ luôn anh em ạ. Đây là game thủ Anh Huy 19 thôi. Văn Hưởng 21 vẫn đang còn tham. Có Phù Thủy. Mạnh Hào 28 cắm được 2 y chưa. Vẫn đang sóc chém ở nhà bãi vàng đang bị công vào. Nhưng bãi vàng đã kín. Tiếp tục quay lại với game thủ chim sẻ nào. Lọt rồi à? Như vậy là có chém lọt vào. Vẩy e. Mạng sân đập tiếp tục vẩy. Rồi vẫn đang vẩy được. Dìa chém vào trong. Ở trong nhà còn 3 con chém, 2 con chém. Trong đó có tầm 5 cung lời Sirian. Dìa được. Tiếp tục vẩy. Ai? Không. Lạc đà đã vào. Còn 4 cung lờ, 5 cung lờ ở trong. Đỡ được không đây? Nở thêm cung lờ. Nở thêm cung lờ thì pháo này đối phương đã có chém 4 hay chưa? Chém 4 có hay chưa nhỉ? Thôi chắc phải bỏ rồi. Chạy. Bỏ nhà ra đi anh em ạ. Bỏ bãi gỗ ở trong. Vẩy e lại. Quay đến được cái dù chim sẽ đi nàng. Ôi giời ơi. Cái gì này? Vâng, vẩy bê, vẩy bê. Quá đẳng cấp. Vẫn đang thủ được bãi gỗ. Nhưng dân ruộng chính đã phải chạy. Đội bạn kia này chả có gì đâu. Có nhà 98 còn trong 3 giờ. Nhưng Mạnh Hào chắc là sẽ đâm y. Bay được chưa? Không. 98 cũng vẩy e trong cái pha đấu này anh em ạ. Y Maxi đã có chiêng đồng 3. Đối phương đang muốn bỏ bên trong lại. Vào. Hay. Y Maxi vào nhà 98 bung là cái chắc. Chắc chắn là sẽ bung. Nhưng game thủ Mạnh Hào cần nhận đồ để có thể ra y nhá. Đồng đội cần bơm đồ sang cho game thủ Mạnh Hào để ra y. Nhưng tầm này ai bơm? Tầm này ai bơm đồ cho Mạnh Hào đây?
khi mà chim sẻ đã bung ruộng chính, vận hưởng tham lai tầm 20. Anh Huy tham lai dưới 20. Mạnh Hào này sẽ tự túc thôi, tự động thôi. 98 đóng cả ca thủ bên trong anh em ạ. Gắt thế à rồi. Định tính ca Summer thủ trước Y Max C anh em ạ, nhưng không thành công. Thì Mạnh Hào đang xô được Y vào trong, tham lai là 31. Đây là màn hình máy đến từ game thủ chim sẻ đi nắng 33. Tôi cấu khanh ruộng mới tại nhà Văn Hưởng. Về Văn Hưởng thì Văn Hưởng sẽ có Y đứng kê cho game thủ chim à, sẽ có Phù Thủy đứng kê thôi. Phù đứng đây thì chém vào đây. Chém vào đây. Vâng, đánh anh tôi à. Vâng, đánh anh tôi à, vào đây. Vâng, Phù Thủy đứng đây nhà luôn. Chim sẻ có khanh ruộng mới, tập trung sóc 4 nhà bè đều. Sau đó thì mình đâm Y bay nhà 98 rồi. 98 bay nhà là cái chắc luôn. Chim sẻ tham lai chỉ là 33. Báo về chip boy tham 14 thôi anh em ạ. Chứ toàn lạc đà thôi. Chứ cũng hết dần rồi. 35 dành cho game thủ Mạnh Hào. Lào khay ruộng, nhận đồ liên tục nhưng cơ sở nó phía ngoài bị quản. Đối phương đã thấy được sức mạnh của Imax C rồi anh em ạ. Họ đi quản Mạnh Hào cực kỳ gắt. Nhưng Mạnh Hào đang có pha quản lại chip boy. Chip boy mất thêm 3 dân bãi vàng. Ngược lại đây anh mất dân bãi quả. Nhưng không sao, vẫn đang còn cực kỳ nhiều y. Vàng còn 500. Vàng còn 500 nhá. Giờ 98 chạy đâu. Y chạy bản đồ lưu hết luôn. Đấy các ông thủ của tôi cái. Y chiêng ba đấy, bắn tôi cái. Và cùng là Summer đi ăn xin cái tuổi. Và Phù Thủy ở đây, lạc đà vào đây. Vậy hết, lạc đà pơ vào đây. Chém rô màn vào đây. Chỉ cần thủ được cho Văn Hưởng và chim sẻ thôi là win trận này anh em ạ. Đội bạn không có gì cả nhá. Pơ cũng phế, bàn cũng phế rồi. 98 bay nhà rồi. Còn rô màn của Tiễu chỉ là bài đi dâng thôi. Đội bạn là mỗi thế mà không có ai chủ lực cả. Không ai còn nhà cả, chúng ta thì còn cơ sở của chim sẻ, còn cơ sở Văn Hưởng. Mạnh Hào đang kéo hết quân về để kê cho chim sẻ, nhưng Văn Hưởng trong cái pha đấu này có Phù Thủy đứng thủ, có Y đứng thủ. Và tầm này Acidian nở ra, búp đồ liên tục, chém rô man còn khá đông, nhưng cu là Acidian đã có giáp 4, tầm xạ 702 vào đây. Bơi vào đây, 2-1 nào, cố lên em ơi. Và tầm này có Y kê nhà, có Phù Thủy đứng kê, ông bảo tôi cái, xin cái tuổi luôn ạ. 98 bay hết rồi. Nhưng mà 98 là tôi nghĩ là giữ được dân nhá. 98 giữ được nhiều dân. Và cầm này quản xem là 98 đang hồi ở đâu. Acidian đã giáp 4, giữ được tầm chục cái ruộng. Bãi ruộng chính vẫn đang còn. Tập trung sóc 4 nhà bè đều đến từ chim sẻ thôi. 52 rồi. Tầm này tôi nghĩ là chim sẻ là người đang tầm này to nhất map. 98 mới đang hồi thôi. 98 đang hồi ở đâu đó nhá. Cần phải tìm 98. Timeline đang đè một chút dành cho FBS. Một chút thôi, không nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần kê được cho game thủ chim sẻ, Văn Hưởng nở ra. Và trận này win chắc anh em ạ. Đặc biệt là game thủ chim sẻ nắng với con bài Acidian. Timeline là 60 rồi. Chém rô mạng còn đông. Đây là cùng là AC giáp 4, có Y đứng bảo kê. Thậm chí là có cả Phù Thủy nữa. Anh vào đây tôi cái. Vào đây. Không dám vào đâu. Cho tiền chả dám vào. Và cho tiền chả dám vào pha này. 98 đang hồi đâu đó nhá, cần quản là 98. Tầm này anh Huy sao nhỉ? Huy còn sống không? Anh Huy 23 đấy, ô! Vâng, Pơ làm gì thế này nhỉ? Thành ra lại Pơ chết trước còn bị ôm ngược à? Mặc dù Pơ vẫn còn dân còn tham, nhưng tôi nghĩ tầm này Babylon đã cân lại Persian rồi. Thoải mái luôn, còn Persian bánh xe không có. Lạc đà Pơ đang đông. Nhưng tầm này anh Huy sẽ giỏi cái bài móc máy ra. Đây là màn hình máy dành cho game thủ chim sẻ. Tham lai đang đè khá là mạnh dành cho SBS. Tham lai đang đè khá là mạnh nhá. Tỷ lệ thắng đang cực kỳ cao khi mà tham lai chim sẻ nó lên 90 rồi. Quá hay. Với khả năng phát triển ở tao chim sẻ nó là mắc binh. Cái gì này? Vâng, nổ tham như máy anh em ạ. Vâng, tham lai lên 90 rồi game thủ chim sẻ đi nắng. Rồi, tham lai là 90 dành cho chim sẻ, to quá anh em ạ. Max C của Mạnh Hào thì sao? Úi dồi ơi, tầm này 98 thủ ca bên trong em ạ. À hay, được. Được. Thủ ca bên trong. Quay. Vâng, bây giờ chúng ta làm gì đây? Úp nhà công ca làm gì, mình có ca mà. Ca mình ca Max C, ca rẻ. Vâng, đối phương đang xây, à đây. Vâng, dân của ai đấy? À, móng nhà của ai đó anh em ạ. Móng nhà của ai đó đang xây ở gần gần đây, nhưng không sao. Vâng, cái của Mạnh Hào đang tụ y rồi. Chuẩn bị công một tên to nhà 98 góc 3 giờ. Đội bạn thì lạc đà của Persian còn khá đông. Nhưng mà quan trọng nhà 98 anh em ạ. Quan trọng nhà 98 thôi, lạc đà mình cũng sắn. Lạc đà thì cũng là Acidian rỉa chết và đi lôi quân đến từ game thủ không được khóc. Ôi giời ơi. Đánh ngay hai bo nhà lỗi. Giờ đi lôi quân vẫn đang có đi pha về đến từ chim sẻ. Với tầm này là 100 của mình. Và chết rất nhiều đà của Persian trong pha đấu này. Ôi giời ơi.
Vâng, hay quá anh em ạ. Vâng, khóc đánh như vậy thì đúng là hay quá. Vâng, ưng lắm. Chuẩn bị dí chưa? Chuẩn bị dí chưa? Tôi nghĩ là cần ốp 98. Pan thì bé rồi. Zoman là bài đấu mà đi dâng lờ ăn hoang đến thực tế thôi. Còn Per xe thì không tính tiền. Anh Huy tầm này tham 23 vẫn đang cố gắng cân Per. Khóc. Và đúng là khóc rồi. Và dân Per xe chạy ra ngoài không bánh xe thì chết. Chắc chắn là chết. Đây là màn hình máy đến từ game thủ Mạnh Hào 37. Vạn Hưởng 36. Tất cả các nhà đều to. Chim sẻ tham lai 1.2 lít. Chuẩn bị công nhà của game thủ U98. 98 ăn vàng. 98 muốn lên 4 trận này. Ca Summer thì đang cầu cực đau nhưng trong nhà chỉ có 2 con ca thôi. Mạnh Hào cũng sẽ sổ y lên để dí nhà 98. Chắc chắn là lọt pha này và tí số nào. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị nào. Và để xem là ông ra đối phương đó kiểu gì. Pha công nhà của Clan SBS. Và dừng ở sau đang bị nghiên thủ chim sẽ bắn vào. 98 đang ra thêm ca. Y đang công mặt sau. Cùng là Summer đi ăn không lại. Ở nhà có Y đứng kê. Cùng nhà chính ra ăn thêm gỗ. Và 98 chết rất nhiều dân bãi gỗ trong pha đấu này. Và quyết đến từ chim bòi. Hay quá anh em ơi. Và tỷ số là 2-1 dành cho SBS. Vâng, đẳng cấp anh em ạ. Panper chúng tôi à. Panper chúng tôi này. Nói chung trận này phải dành lời khen cho game thủ Mạnh Hào với những cái pha mà đâm y của mình. Đâm bay nhà 98 luôn. Đâm y là hợp lý đấy. Quá hợp lý. Dâng lò, đâm y. Mà chim sẻ thủ nhà cũng dẻo.